thư pháp, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xưa đến nay. Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật thư pháp, một người phụ nữ Cần Thơ đã dành nhiều năm tâm huyết khổ luyện chữ thư pháp và thành công với nghệ thuật độc đáo này. Giờ đây thì những bức tranh chữ thư pháp của chị được đông đảo người xem đón nhận, góp phần lan tỏa giá trị của nét đẹp thư pháp Việt. Nhất chữ, nhị tranh, tam sảnh, tứ mộc. Người xưa quan niệm nghệ thuật thư pháp là đỉnh cao hơn cả tranh. Người viết có tính cách kiên trì nhẫn nại hay nóng vội tự cao đều thể hiện qua nét bút. Những bức tranh chữ thư pháp mang giá trị về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính luôn có sức thu hút đặc biệt với người xem và động lại trong lòng những nghệ nhân thư pháp một cảm xúc đặc biệt. Thư pháp nét văn hóa của dân tộc Việt Nam mình rồi, rèn chữ giống như rèn tâm. Khi mình viết thì mình sẽ viết lên những câu nói tích cực, những lời hay đẹp, nói về quê hương, nói về gia đình, nói về hiếu thảo với cha mẹ. Là người kinh doanh nhưng chị Đào Thị Cẩm Sương đam mê nghệ thuật thư pháp từ ngày còn đi học. Cách đây 10 năm, vào dịp Tết, chị thử viết tranh chữ thư pháp để tặng cho người thân. Không ngờ được nhiều người yêu thích. Qua bàn tay khéo léo sáng tạo, những nét chữ của chị mềm mại uốn lượn cùng họa tiết bắt mắt được vẽ nên sinh động trên một tác phẩm thư pháp. Khi mà mình cầm cọ lên á, thì thật sự ra nó có những lúc cái cảm xúc nó dâng trào đó, mình có thể mình viết được rất là nhiều thứ trên đó. Thì toàn là những cái câu chúc để mà người ta có thể là người ta thịnh vượng hơn trong năm mới. Thì những lúc đó mình viết đó, mình cảm thấy nó có nhiều cái để mình trào dâng lên để mình viết đó. Để lan tỏa quảng bá nét đẹp thư pháp, hàng năm vào những dịp lễ Tết, chị Sương đều được mời tham gia tặng chữ thư pháp như lời chúc ý nghĩa đến du khách và người yêu thư pháp gần xa. Rất là ý nghĩa, từng nét chữ rất là đẹp, như là một gửi gắm vô đây những cái giống như là một cái truyền thống của Việt Nam gì đấy. Tôi mến một cái phần chữ này dữ lắm, tôi gặp là tôi ham liền. Nghệ thuật truyền thống này thì phải là phát huy nhiều hơn nữa. Qua từng nét chữ, người viết gửi gắm vào đó những ước nguyện tốt đẹp. Tất cả đều được trang trí thể hiện đẹp mắt, ấn tượng, góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật thư pháp Việt.